Làm sao để khắc phục tình trạng mất mùi do Covid-19? Bạn đọc tên Thúy Loan, 32 tuổi, ngụ tại Hà Nội đặt câu hỏi như sau. Sau khi khỏi Covid-19, tôi ăn kém, mệt mỏi, sụt cơn, mất mùi vị. Tôi nên ăn uống như thế nào để nhanh hồi phục sức khỏe và sớm lấy lại mùi vị? Và câu hỏi này được bác sĩ Lâm Vĩnh Niên, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Học Y Dược TP.HCM trả lời như sau. Để cơ thể phục hồi tốt, bạn cần lưu ý chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng và năng lượng. Về thành phần dinh dưỡng, ưu tiên ăn đủ chất đạm. Một người cân nặng khoảng 50kg, ăn trung bình 200g thịt cá mỗi ngày, ăn phong phú các loại rau quả. Mỗi ngày ăn từ 300 đến 400g. Nếu chưa ăn được nhiều trong mỗi bữa ăn, nên bổ sung các bữa ăn phụ. Thêm thực phẩm dinh dưỡng như sữa, món ăn từ nguồn gốc sữa. Người có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận còn được bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn chuyên biệt về dinh dưỡng phù hợp. Sau khi khỏi Covid-19 nên theo dõi cân nặng. Nếu sụt cân, cần tăng năng lượng thức ăn thêm khoảng 25-30% và tăng 50-85% đạm thịt cá so với hiện tại. Hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào về việc bổ sung thực phẩm chức năng hay thuốc bổ hậu Covid-19. Tuy nhiên, nếu còn ăn uống kém, bạn có thể cân nhắc bổ sung thực phẩm chức năng phù hợp. Tốt nhất bạn hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc bổ sung này. Phần lớn trường hợp mất vị giác, khứu giác do Covid-19 sau khi khỏi sẽ tự phục hồi sớm. Tuy nhiên, một số ít trường hợp kéo dài hơn. Hiện chưa có biện pháp nào điều trị đặc biệt cho tình trạng này. Bạn nên áp dụng chế độ cân bằng và protein đủ năng lượng với thực phẩm quen thuộc để giai đoạn phục hồi diễn biến thuận lợi hơn. Sử dụng các loại gia vị quá mức như là tăng muối, đường hoặc là có mùi vị nặng quá như là cay quá để lấy lại vị giác, khứu giác chưa cho thấy hiệu quả và không hề tốt cho sức khỏe của mình. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.